Trung Quốc bất ngờ xuống giọng với Đài Loan. Thủ tướng Lý Khắc Cường sáng ngày 5 tháng 3 nói Bắc Kinh sẽ tăng cường nỗ lực khôi phục và trao đổi quan hệ kinh tế với Đài Loan, nhưng cũng hành động kiên quyết phản đối Đài Loan độc lập. Vì chúng ta, những người Trung Quốc ở cả hai bên eo biển Đài Loan là một dân tộc gắn bó máu thịt. Chúng ta nên thúc đẩy, trao đổi và hợp tác kinh tế, văn hóa, đồng thời cải thiện hệ thống và chính sách góp phần mang lại phúc lợi cho đồng bào Đài Loan của chúng ta. South China Morning Post dẫn lời Thủ tướng Lý Khắc Cường đọc báo cáo công tác chính phủ tại kỳ họp Quốc hội khai mạc vào sáng ngày 5 tháng 3. Ông Lý nhấn mạnh Bắc Kinh tuân theo nguyên tắc một Trung Quốc, trong đó tuyên bố đảo Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Trước 3.000 đại biểu tại Đại lễ Đường Nhân dân, ông nói chính phủ nên thực hiện các chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm giải quyết vấn đề Đài Loan và thực hiện các bước đi kiên quyết phản đối Đài Loan độc lập, thúc đẩy thống nhất đất nước, Reuters đưa tin. Theo South China Morning Post, báo cáo năm nay không đề cập tới việc phản đối sự can thiệp của nước ngoài tới vấn đề đảo Đài Loan như năm ngoái. Đáp lại báo cáo của ông Lý, trong một tuyên bố, Hội đồng các vấn đề đại lục của Đài Loan viết Bắc Kinh đã xử lý các vấn đề xuyên eo biển một cách hợp lý và bình đẳng với sự tôn trọng lẫn nhau. Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, Quốc hội Trung Quốc khai mạc một ngày sau kỳ hội nghị hiệp thường chính trị nhân dân Trung Quốc có phiên họp thường niên đầu tiên đánh dấu bắt đầu kỳ họp lưỡng hội của Trung Quốc đầu năm nay. Kỳ họp lưỡng hội Trung Quốc là sự kiện thu hút sự chú ý khi đây là thời điểm nền kinh tế thứ hai thế giới đưa ra những thông báo quan trọng. Kỳ họp Quốc hội sẽ diễn ra vào ngày 5 tới ngày 13 tháng 3. Với gần 3...